Bạn muốn sở hữu Amphi Fi, ạc liên quân siêu cấp giá rẻ hoặc tham gia vòng quay siêu kim cương, đến với shop ahs.net. Sau lưng anh ơi, con chuẩn bị. Còn một anh nó qua luôn kìa. À, đỉnh phết. Mình thắng rồi, một mình anh gánh hết. Có thằng gần nè. Ui, còn thằng trong nhà nó đục anh nè. Mày chết. Tao móc tao bắn tầm xa. Nóc ba rồi, còn thằng ở ngoài đó thôi. Xong. Còn có ai gánh mà sợ. Thằng đó yếu, một máu. Ngay bên cạnh như này. Trời ơi, tâm chim thằng cục à. Đang ngủ không. Hay không, hay không, hay cho nãy hả? Đúng rồi, có thằng. Hai thằng. Ấy, đi lên là gặp nha. Hay không, một mình anh cân 4 thấy chưa? Đúng rồi. Yêu máu nè. Nóc nè. Ôi. Nóc. Nhiều khi em mong được một lần nói ra. Mày chết mày nha mày. Mày thằng cu kiệu nào bắn tao vậy? Đấm. Nhân. Ừ, anh sẽ không kêu. Nói chung là em bắn hết đi. Ok luôn. Rồi anh thấy thằng này nè. Đó. Mày chết nha mày. Mày chết nha mày. Rồi đủ rồi. Ê, đủ rồi bạn ơi. Đấy. Không kêu. Nhưng mà bây giờ không kêu làm sao được đấy. Ấy. Mày đừng có mồm kêu đi. Cứ sợ bắn chết nó không á. Cần 4 đi em. Hay quá, cần 4 đi cô gái ạ. À. Hay quá. Rồi tiếp tục. Một đầu. Ui. Em tính cần 4 thiệt hả? Ok, em chỉ làm một lần duy nhất thôi đúng không? Làm đi em.
Oh my god! Thật không là không thể tin nổi. 10 điểm. 10 điểm. Tuyệt vời em. Đúng rồi, con bé nói là làm các bạn ạ. Một mình nó cưng 4 với khẩu M500. Được. Vậy bây giờ các bạn né ra. Để anh sẽ top lên huyền thoại mà không cần kêu nào. Anh sẽ bắn yếu đó thôi. Yếu rồi nè. Hốt nó đi em, đúng rồi hốt nó đi em. Anh bắn yếu thôi. Ủa? Dũng, Alike. Rồi đó. Thằng canh con này. Đấy. Hút nó em. Hay. Của người ta. Đây để anh cứu. Trời ơi chết rồi chết rồi chết rồi. Mày cứu vậy đi. Cho nó cứu vậy đi, anh lỡ có một kill rồi. Kiểu gì. Cứu vậy đi mày. Đừng để thằng. Đừng. Cứu vậy đi mày, cứu đi. Trời. Ôi trời. Rồi. Rồi xong có kill rồi. Rồi xong. Rồi một máu luôn. Thôi ta làm một trận huyền thoại một kill cũng được. Rồi bây giờ các bạn ở nhà đi, anh qua anh quẩy hết mấy đứa này cho. Mua cho anh cái giáp đi, anh yêu cầu cho. Ủa sao yêu cầu không được ta? Đây con tiền rồi. Nó quê nha. Đây các bạn cứ ở nhà đi, anh qua làm cái pha cân 4 hai ván liên tiếp cái xong rồi tóc bột cho nó đẹp nè. Lâu lâu mình bắn mình phải gáy lên các bạn. Trời ơi, sao con bé nào quăng lựu vậy? Rồi một máu luôn. Cái gì vậy? Sao mình bò vậy nè? Nói thế thì chịu rồi. Kêu mấy đứa ở nhà đi mà cứ quăng lựu lên không à? Một mình anh lo được mà. Rồi bây giờ trận này các bạn ở nhà đi, cứ ở nhà đó. Anh lo xong rồi các bạn chạy lên các bạn lút đồ thôi. Ok, cứ ở nhà đi. Anh một mình anh tự xử lý được mà. Nhìn anh uy tín không? Không. Rất uy tín nha. Bây giờ nè anh sẽ nhảy lên nè. Anh gặp thằng đầu tiên anh đơm nóc 1 nè. Xong rồi nóc 2, nóc 3, clear 4, không cần gạt. Thôi được rồi, rồi biết rồi. Là cái gì? Đấy, thấy không? Các bạn cứ ở nhà đi. Ê, chưa la, đừng. Đã. Quỷ nào vậy? Kêu ở nhà đi mà. Đấy. Đây, tại anh quỷ đó không phải tại anh đâu. Tại anh quỷ đó nó làm rối tung đội hình lên đó. Thằng quỷ Dũng. Tức quá, mọi người chết hết đi để anh lo cho. Tức quá. Anh chưa kịp bắn trận sau nữa. Mọi người hãy chết đi để anh thể hiện trận sau chứ. Trận này nó còn ngắn lắm anh em à. Trời ơi, mày bắn gì mày chết đi gì. Hay quá. Bộ vui lắm hả cười. Rồi, đừng có ai lên hết, để mình anh lo hết. Trận cuối lên huyền thoại là phải như vậy chứ. Anh nói Việt Nam nói là làm, các bạn cứ tin đi. Tin chứ. Tin là được. Cho anh quả kèo. Anh lên cân tụi nó coi. Anh sẽ cân tụi nó với một cái cân. Anh mà cân 4 xong rồi anh bán nít luôn. 10 ngàn, mày 100 ngàn đi. Ta có động lực. Ok, được. À, mình lấy đi lấy 10 ngàn các bạn ạ. Ta đi cân 4 thôi. Thằng Dũng ở nhà đi, thằng Dũng. Đó, tại anh Dũng á. Cứu anh.
Cần bố em. Đây, bây giờ mình sẽ nhập vào con Vi nha mọi người. Rồi, nhập vào con Vi để nhận cân 4 nè. Quên, mình chưa... mình chưa kịp nhập nữa các bạn ạ. Mày đừng điêu. À, thiệt tình à. Để mình cân 4 bằng khẩu gì đây ta? Khẩu này cân bắn vào đầu yếu quá. Mà thôi kệ, ván này cân 4 lại nè mọi người. Mấy ván khác là do lỗi kỹ thuật thôi nha anh em. Ok. Rồi các bạn cứ để anh tự xử lý đi. Tại vì mọi người còn trận 3 mà. Anh sẽ đi cân 4. Mấy con boss này thiệt tình. Anh chưa thấy tụi nó nữa nè. Đâu? Đâu sao đâu? Tao giả bộ thôi. Rồi gục một. Ơi! Thằng nào bắn lén tao vậy? Thằng nào? Alo! Ai mà biết được? Alo! Đứa nào bắn lén tao vậy? Vi, Vi ơi, cứu anh, có một thằng bắn lén anh Vi ơi. Anh đang cân 1 rồi, anh chuẩn bị cân 2, u là trời thằng nào đâu? Nó ở đâu vậy? Đấy. Đúng rồi, thằng đó đó. Cứu tôi. Ok em. Để anh, bọn này thiệt tình á. Chơi mà chơi bắn lén. Rồi anh thấy nó rồi. Để đó cho anh. À, em có cái khẩu gì mà bắn bắn một viên không? Để anh kéo đầu nó. Đưa khẩu AC cho anh. Đây, rồi anh cho em khẩu này nè. Nè em coi nè, anh chỉ làm một lần duy nhất cho em coi thôi nè. Chưa lột. Ủa sao đâm máu không vậy? Ủa gì kỳ vậy? Mày chết với tao rồi, mày xế đó. Nè, anh làm đúng một lần thôi nè. Còn 6 viên đạn luôn nè. Đấy, thấy không? Đó, thấy không? Headshot, thấy không? Thấy không? Nha! Huyền thoại headshot! À, thấy không? Anh làm đúng một lần nhưng mà làm nhiều lần em. Hiền thoại. Ủa? Ê! Ủa gì kỳ vậy? Anh edit rồi. Kiếm cái trận nào mà tôi có MVP á rồi ghép tôi bay vô nha, tự nhiên ghép con bé này bay vô làm gì vậy? Câu này chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu. Rồi lên huyền thoại rồi.